Anh chị các bạn thân mến, bây giờ là khoảng 10 giờ 30 ngày 31 và 22 năm 2019 nha. Còn khoảng tầm 1 tiếng rưỡi nữa thôi thì 2019 sẽ khép lại và bắt đầu năm 2020 nha. Địa điểm này thì năm rồi mình cũng có chia sẻ cho anh chị các bạn về cái điểm bắn pháo hoa tầm cao, là một trong những hai điểm mà bắn pháo hoa tầm cao tại Sài Gòn. Đó là được khu đô thị Denmark 81. Và ở từ bên đây thì mình có thể nhìn thấy ở bên hầm Thủ Thiêm ở bên kia là hướng này nha. Đó, nếu như năm rồi thì mình đi thì còn khá là hoang sơ, khoảng tầm mấy trăm người thôi, 200-300 người thôi. Còn năm nay thì cũng phải cả ngàn người đang ở địa điểm này. Phía trước mình đó là công viên, cái công viên ở bên này đó là bến Du Thuyền. Và khá là đặc biệt, năm rồi thì mình không có giữ xe, để xe thoải mái. Năm nay thì 50.000 một chiếc mọi người, chỉ nhắc lại là 50.000 một chiếc. Ở phía trước của mình là sông Sài Gòn. Anh chị các bạn khác tới sớm thì người ta đã có vị trí đẹp. Ở bên này đó là cầu Sài Gòn. Đặc biệt thì cầu Sài Gòn thì công an người ta không cho mình đứng trên đó nha. Đó, mình có thể đứng dài ở đây. Còn mình đứng đây thì mình thấy được rồi. Năm nay rất là đông luôn, nó gấp mấy lần hồi năm rồi. Với tình hình như thế này thì mình không có thể là livestream trên gì các bạn được. Thì bây giờ là khoảng tầm 10 giờ rưỡi thì khoảng một tí nữa mình sẽ tiếp tục mình quay tiếp và chia sẻ cho người về điểm bắn pháo hoa tầm cao. Và nói là không biết năm nay nó có đổi mới gì hay không. Năm rồi thì cái tòa nhà 81 này bắn nó không được đẹp lắm. Sông Sài Gòn. Đây, mọi người đợi mình khoảng một tí mình sẽ quay tiếp cho mọi người nha. Hiện tại mình đang đứng ở dưới chân cầu Sài Gòn, người sát với bờ sông luôn, người thấy nước lên nè. Đó. Giữa cầu Sài Gòn ở bên phía bờ 2, bên kia là khu thị Denmark 81. Mọi người thấy hoành tráng, từ bên đây nhìn qua bên kia là hoành tráng luôn. Đây thì mình dướng cái cầu mà mình không thấy được. Tất cả mọi người đều tập trung ở trên cái mé đó hết rồi kìa. Bây giờ là 9. Bây giờ là 11 giờ 50 rồi, còn 10 phút nữa thì cái tòa nhà lên 81 người ta tắt đèn rồi đó. Tắt đèn tới thui rồi. Đó, không khí như thế này giờ khá là đông luôn. Rồi dài tới bến Du Thuyền bên kia luôn. Mình đợi thêm một tí nữa. Tại bây giờ là 59 rồi mọi người, còn thêm một phút nữa thôi. Và chắc 2020 sẽ còn thêm vài phút nữa thì vào tháng năm mới sẽ bước qua nha. Mọi người thấy là ở bên kia thì các anh chị phóng viên rất là dịu bên kia luôn. Rồi trước khi nửa tiếng trước thì công an họ không cho đứng, mà bây giờ thì mọi người đứng rất là đông ở trên phía cầu Sài Gòn. Chuẩn bị mọi người ơi.
về mọi người nha. Cái chỗ gần mọi người đó là công viên Hoàng Tử Thiêm, bên này là tòa nhà Landmark, còn biết bên kia đó là bên kia là quận Nhất. Năm nay bắn có vẻ đẹp hơn năm rồi, nhiều hơn. Đứng ở đây thì nghe tiếng phình phình luôn. Âm là tiếng pháo như phình phình. Ở phía xa xa của mình đó là công viên Hầm Thủ Thiêm nha. Cái tòa nhà Landmark 81 năm nay bắn vẫn chưa thỏa mãn lắm mọi người, chưa thỏa mãn. Cho mọi người xem Landmark này. Landmark bao nhiêu vậy thì khá thấp mộng mọi người. Được lè que thôi. Đây sao lại thấy hết vậy á? Đây. Không, như thế để mặt nè. Thấy cái này có vẻ đẹp này. Phía xong á, công an giao thông đường thủy người ta đang tuần tra. Sài Gòn thì có hai địa điểm bắn tầm cao, đó là ở Landmark 81, công viên ở bên Hầm Thủ Thiêm. Còn một điểm bắn tầm thấp là công viên Đầm Sen. Nghe kêu phình phình.
là mỏi quá mọi người. Hôm nay thì cái tòa nhà Landmark có bắn có vẻ nó nhiều hơn được tí. Tiếp cho mọi người xem, nhưng mà ở đây thì mọi người tập trung đông quá. Xem được ba nơi luôn, view này rất là đẹp. Được 10 phút rồi, khoảng 5 phút nữa. Và những phút cuối thì hoa hoa nó sẽ càng ngày càng đẹp hơn nha. Đôi tay quá. À, bên kia là công viên Hồ Thủ Thiêm á. Thấy ở bên công viên tôi thì bắn xa xa nhé.
Cái khúc cuối này không có đẹp đâu. Còn một phút nữa. Còn khoảng một phút nữa. Rồi lên mắt nó tịt, lên mắt tịt ngồi luôn rồi. Được cái cú đẹp ghê rồi. Ở bên kia còn bắn kìa. Anh chị các bạn vào những video tiếp theo của năm 2020 nha. Bây giờ đi ra đây. Vì ra đây cũng là khó khăn lắm đây. Năm rồi thì vắng. Vắng thì mình có thể đi nhanh. Bây giờ thì rất là đông. Anh em với nhau tình cảm nhanh hết mà. Đúng rồi. Nắng gì? Ê, trả 20 ngàn cho tôi đi. 20 ngàn cho tôi đi. Trời, dịch đi. Toàn cảnh thì khu đô thị lên mắt 81 phía bên quận 2 dành qua nhé.